Rồi, hello chào cả nhà. Cả nhà hôm nay 3 giờ sáng về ghé lò thăm lò sư phụ nữa cả nhà. Đó, chuyến rồi thăm nữa, giờ chuyến này thăm nữa. Này, nhiêu ký nữa chứ bộ? 31. 31. Hết trên mâm này 40 mấy ký, 45, 45. Còn dịch nữa nha cả nhà. Còn dịch đây chưa tính nha cả nhà ơi. Còn vô lò kia khác, lò kia hết 40. Còn đang quay lò nữa cả nhà. Thần quay đây đi. Tôi quay ra thật đây đi. Nhưng mà sư phụ mình thấy khác hơn mình rõ ràng không cả nhà. Sư phụ phải hơn chứ. 3 giờ sáng, giờ này 3 giờ. Ừ. Còn đang bọc nữa cả nhà. Bắp giò luôn á sư phụ. Đó. Da đầu luôn. Đâu, đầu đâu. Ờ da đầu, da đầu luôn. Không nổi tí nữa không đàn luôn, hạnh không miếng da đầu. Da đầu luôn, lỗ trai lỗ trừ nè. Da đầu luôn. Đến tuần đó. Cái này rảnh này về cầu quan hoài à cả nhà. Về thăm lò sư phụ. Học hỏi thêm. Lục cùng lục cũng lục cục lòn hòn dữ ha. Lục cục lòn hòn nè nó. Đầu đặt ở trên đầu tủ ấy là trên cái đổ chén á Trung. Cái này đồ sao hả chú Phụ? Sao mà thẻo mà lấy thịt trắng nó bán cho trả rùa rồi đó. Đó. Chung ca ca hôm nay làm cà phê luôn nè cả nhà, nó hết chung ca ca đó nghe cả nhà. Đọc trọng nghe vô. Đọc đi, đâu có đâu. Đâu nghe đâu trên ấy đâu, đeo trọng nhà đi. À, cà phê cả nhà ơi, vài sáng nữa cà phê, chút ca ca làm cà phê uống cả nhà ơi. Uống bia thì chợ xíu, chút chín thì nó nửa ký nữa uống. Vài sáng sao uống vô sư phụ? Bia như uống trà đá vậy đó hả? Nóng nực. Quá tỉ. Quên mất quả. Quên mất cái quả. Còn mấy này mấy cái chủ khác hay gì mình không biết, mình không dám thấy cả nhà sư phụ ra thì sư phụ nhớ thịt chứ mình. Chủ khác. Mấy cùng vô cùng ra mấy đường lựa. Ừ, chủ khác. Để riêng nữa chủ khác à. Để nói hồi cái không biết đường lựa thật luôn á. Sư phụ đại sư phụ nhớ. Sư phụ ra có mấy phút rồi xong cái đống thịt à. Còn đang quay trong lò đó, lò nó nghe cả nhà đó, bữa nay không có con này quay thịt miếng cả nhà ơi. Còn thao dịch nữa nè. Rồi thôi nó máy cả nhà ơi, chuyện nữa mình quay tiếp. Rồi sư phụ chuẩn bị ốp thịt cả nhà ơi. Đó. Một tổ ốp cả nhà ơi. Chung là đồ ốp là làm sẵn cả nhà ơi.
quay số lượng lớn như sư phụ vậy đó, mà mỗi lần đem lại cái đồ ốp mà làm cái biết chừng nào. Thấy nãy có mấy cục lòn hòn đó. Ba miếng nha nha. Thấy đóng thịt luôn đó nha. Dung ngọn luôn. Nó tới lục cục hoàn hòn kìa. Này mấy cái chỗ nặng như vậy sư phụ phải không? Nặng. Sư phụ xỏ thịt gần xong rồi đó nha. Nó xỏ rồi nè cả nhà, nó cây xỏ nè. Thì chuẩn bị móc thịt lên cả nhà. Đang xỏ. Lục cục lon hòn nè, giờ gom nè. Giờ gom nữa nè. Nó rắc mình giá nè. Giờ đang giá này như áo gắt giá là lẹo khiếu nè, đẹp lên liền rồi. Thôi đốt máy cả nhà ơi, sư phụ máng thịt lên cả nhà ơi. Đó, móc thịt máng lên đó nè cả nhà. Nói chung cà ca ngủ cà phê tỉnh queo không cả nhà, nó thấy ngồi đó tên cục đó. Gà gáy luôn cả nhà, giờ ba gần 4 giờ rồi, nãy là đây 3 giờ rồi. Đồng hồ sư phụ rồi, mấy giờ sư phụ? 3 giờ 15 rồi. 3 giờ 15 hả? Có gì nãy là 2 mấy hả ta? Ừ. Nãy sư phụ điện cái chạy lên liền không có để ý giờ. Vô chuẩn bị vô 2 rưỡi đó, móc lên gì hết nha cả nhà, rồi mình mới rửa da lên nha cả nhà, rửa cái da lên cả nhà nè, nó dính như dính đồ ốp rồi này kia nè, mình xịt nước mình rửa lại hết cả nhà. Này, xịt rửa da thôi cả nhà, không có gì nó rửa đó, đó ba nước dơ rồi ra hết luôn cả nhà, đổ ốp rồi đó. Đó, đó bắt đầu dơ sư phụ rửa hết.
rồi nó nó máy rồi cả nhà. Cái lò nãy này, sư phụ ra nè cả nhà, ra lò lò nãy, cái lò nãy đang ốp rồi, bên lò anh đây cả nhà, đó phụ đang ra lò đầu nè, lò đầu nè, đó thịt lửa đầu nè, ra mình khò da rồi lại nghe cả nhà, rồi mình bịch rồi lại, rồi mình dỗ da nữa, rồi mình đưa vô lửa hai nữa cả nhà. Thịt xà nó là cháu mặt thịt nữa nè cả nhà. Xà lông nè cả nhà, xót lông rồi nè cả nhà, đút đút vô khò cháy tay luôn, lông rồi còn xót nè cả nhà, khò cháy hết luôn cả nhà. Rồi nó máy đi, cái này hồi chừng nào lên cốm thì em ra mình quay tiếp nữa cả nhà ơi. Chắc họ lên cốm nhìn thấy chắc ghiền à. Rồi rồi họ xong rồi, sư phụ mình dỗ da nghe cả nhà, rồi thôi đốt máy thôi, để sư phụ dỗ da cái đi, hốt máy để nó hôi sư phụ dỗ da mà không thấy dỗ da đó, dỗ da đó cả nhà. Rồi thôi gì nốt máy được rồi đó nghe cả nhà. Rồi sư phụ lấy thịt ra cả nhà, mới lấy ra hai miếng nè cả nhà, tối thui luôn. Ồ má đèn lên nhìn sáng rồi cả nhà, đang hồi sư phụ cạo là hết trơn cả nhà, nó lên cấm đều hết luôn á cả nhà. Để gỡ cái bề thịt ra, đó bề thịt nè cả nhà. Mình vừa quay mình vừa gỡ giấy ra cho sư phụ cả nhà, cho lẹ ăn chút, tới giờ giao cho khách rồi cả nhà. Bề thịt nữa nè. Đây. Cốm này nè, đều hết luôn nhưng mà cạo lại rồi mà mới đẹp như cả nhà. Dọn rồi lên mới đẹp trai rồi chứ. Còn cái này con chưa gỡ. Rồi đến nớp máy mình gỡ trong rồi tiếp cái sư phụ với cả nhà. Rồi sư phụ mình dọn nãy giờ xong rồi cả nhà, đó xong mình cốm đều hết nghe cả nhà, bề mặt thịt trong nè. Giờ là mấy giờ gà gái dữ vậy, 4:30 à, 4:30 rồi cả nhà, nè đồng hồ nè, nó quay 4:30 à, 4:30 sáng cả nhà. Rồi ra đây chung ca ca ngồi nãy giờ chờ nãy giờ muốn ngủ luôn á cả nhà. Rồi còn mẻ nữa nghe cả nhà, còn mẻ trong lò nữa thôi cả nhà, thôi Vinh kết thúc clip đây đi cả nhà ơi.
Thôi cả nhà mà thấy ngon hay cho mình để là cho mình like nha cả nhà. Để là mình một cái đăng ký luôn cả nhà. Thôi bye cả nhà, cảm ơn cả nhà rất nhiều cả nhà. Bye.